Anh 7 gram cần. Ơi, ôi, ghen tí đô. Đảo á. Ok. Chú đánh mi. Anh di vô. Tôi master viết này. Máy này tôi ngồi tôi. Máy này tôi ngồi tôi luyện cái tấm mộc đấu con phít này tôi luyện dở lắm. Giờ đánh hơi bị kinh. À, đồ hồn. Nó có sách mắt có chứng liền chứ. Nó tụi tôi nói xạo à. Áo truyền. Không phải tự nhiên mà gam cần anh. Đi bộ. Đi bộ. Chơi một kêu rượu, kêu lắm xe quýnh tôi vậy. Trời ơi đậu làm hết luôn rồi còn có miếng à, giống như cơm tao nấu cho tao dọn ra sẵn rồi, Tám giờ ăn ăn mười bảy thôi. phút tối mỗi ngày. Cảm ơn Lê Tùng nha, nấu cơm rồi luôn, dọn sẵn ra luôn, bới sẵn tô cơm luôn, dằn chịu thôi. It's time, baby. Nhân dịp Kati Vop đang hoành hoành rank thách đấu Hàn, cô biết streamer tấu hài mới nổi A7 có dám nhận kèo trận sau Kata Mid không? Ủa, tấu hài tao ba nè, mình nha. Có, bố mày chết luôn, chó. Ở cái quần què vậy má. Cái đậu tào lao vậy, cuồng do thua đổ thừa cái gì, chỗ người ta đang đánh 2-0, 3-0 gì đó cứ vô kêu kênh tấu hài hoài, bực mình vãi đái ra. Đổ thừa cái gì, đâu giọng thứ đang ngồi chung nét tao tao chọi gạt tàn luôn rồi, đổ thừa. Đó rồi thôi, hết trận ập phân tâm quá, bực mình vậy đấy. Đánh được hết tặng đồ bên em ơi. Con nù, có con nù thì mày có cửa nói chuyện à, có cửa à. Ký đầu nó. Anh phải như thế chứ anh. Anh phải cầm cái súng ra. Anh đồ phụ em chứ. Rồi. Đã được cái nước nha. Thì anh mất tưởng off 3 ngày liên tiếp chớ. Ôi. It's game time, baby. Đó. Nghe đồn khỏe. Oh! Đã gớt đánh thằng nào đánh một thằng thôi. Cái gì mà đánh thằng này rồi thằng kia là làm sao? Trời ơi, nó ao trình quá. Đánh đông về tay, đúng là anh bắt kiều phong. Ấp u âu tờ âu tâu sắc tấu. A i ai hờ ai hai huyền hài. Tấu hài là thứ không tồn tại trong kênh stream này. Đúng đúng, nó hết rồi. 1% mà hết rồi. Hôm bữa thì còn 1%, giờ hết sạch. Wow. Bắt kiều phong đánh đông dẹp tay. Nhìn anh đánh con fish làm nhớ đến kỳ MSI 2017, hồi đó đã con mắt giờ thì mỏi cái miệng do học cái sủa dơ với tấu hài của anh. Hồi nhỏ anh cũng tên là Huy đấy, là Trần Lý Thái Huy. Anh nghe cái tên Huy nó ưu tú, nó thông minh, nó
nó trí tuệ như vậy mà sao em có thể ngồi dành những lời cay đắng như vậy với những người đã từng tin Huy như anh? Sao Huy kỳ vậy Huy? Sao Huy nói Huy như vậy vậy Huy? Đợt à, chủ quan quá. Bà đã đánh giết xong rồi ra được rồi. Ham chi ta, đúng là không kiểm soát được sức mạnh. Anh ơi, sao em thấy ông Trung Ly là mod của kênh anh mà sao suốt ngày bị chửi thế? Anh ác chửi kia có phải là nick clone của anh không ạ? Em biết là trên đời này á, khi mà em biết quá nhiều thứ thì em càng nên nói ít đi. Em nói vậy đủ sức mạnh tình cảm anh em ta làm sao? Một diễn viên hài từng nói, muốn giúp người ta có cá ăn mỗi ngày thì phải cho người ta con cá chứ đừng đưa cái cần câu. Nào. Trời ơi, sức mạnh kìa. À. Ơi nhắc Gam Gam mới nhớ, mai đi fan meeting của Gam. Anh em có tin được không anh em? Ở fan meeting của Gam, lọt vào duy nhất một thằng anti fan cứng của Gam là tôi. Đã. Mai tôi lên tôi anti dở lắm. Chị ba, ba yếu như nhớt rồi, ba đặt me lên. Bao e lên lại cho tao coi cái cảnh hồi nãy coi. Đâu? Cái xa. E lên nè. Ký đồ mày luôn. E lên rồi vô đồ. Ô! Chó nu nu này mày làm cho tao hả? Hả? Mày tao sợ mày không? Hả? Sợ mày hả? Đó mày không? Sợ mày không? Quá hay. Ôi, ôi hết cộng luôn, được rương luôn. Trời ơi.